Sáng nay, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã đến kiểm tra thực tế tiến độ 2 trung tâm y tế kỹ thuật cao tại Bệnh viện Đà Nẵng. Cùng đi có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh và Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Thị Anh Thị. Bí thư Thành ủy cùng lãnh đạo thành phố và các sở ngành đã kiểm tra thực tế dự án trung tâm ghép tạng và cây ghép tế bào gốc có tổng vốn đầu tư hơn 495 tỷ đồng, hiện đã thi công đạt hơn 71% khối lượng và trung tâm phẫu thuật thần kinh chấn thương và bỏng tạo hình có tổng vốn gần 472 tỷ đồng. Đến nay đã đạt hơn 51%. Qua kiểm tra thực tế và báo cáo từ các ngành đơn vị, Bí thư Thành ủy ghi nhận nỗ lực của Ban Quản lý và các đơn vị thi công đã chủ động khắc phục khó khăn, vướng mắc, tập trung dân lực và thiết bị triển khai thi công đảm bảo tiến độ. Nhấn mạnh, đây là 2 dự án y tế trọng điểm của thành phố, hướng đến mục tiêu xây dựng Đà Nẵng là trung tâm y tế chuyên sâu theo nghị quyết của Trung ương. Bí thư Thành ủy đề nghị các ngành, đơn vị phải tập trung quyết liệt, phối hợp tháo gỡ các vướng mắc phát sinh để dự án thi công đảm bảo tiến độ đề ra, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng, đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh của người dân thành phố Đà Nẵng và các địa phương lân cận. Yêu cầu Bệnh viện Đà Nẵng hoàn thành bàn giao mặt bằng để dự án thi công được thuận lợi, đồng thời có phương án đảm bảo hoạt động của các trung tâm này khi hoàn thành đưa vào sử dụng.